Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính.
Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng.
Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng. Tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích.
Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là lam châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là lam châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng. Tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là lam châm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày.
tôi là Lam Trâm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức, xin cảm ơn tiềm thức, xin cảm ơn tiềm thức. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do và tiền khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là Lam Trâm hút tiền. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức. Xin cảm ơn tiềm thức.